ở đại học và hàng loạt các cái ngành khác người ta đã bỏ rơi cái vấn đề là phát triển và 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 nuôi dưỡng tiếng Việt từ lâu rồi cho nên bản thân ở đại học từ các giảng viên đại học như tôi không biết bên chị Ánh thế nào như tôi đây thì chúng tôi thích sử dụng tiếng Anh luôn và trao cái tài liệu cho sinh viên cũng bằng tiếng Anh luôn thậm chí ở bậc đại học và như vậy thì rõ ràng là các thầy như vậy cho nên các thầy muốn sinh viên của mình cần phải biết tiếng Việt à, cần phải biết tiếng Anh tốt và ok chúng ta yêu cầu tiếng Anh đầu vào và tất cả các trường đều như vậy nhưng mà thử suy nghĩ thực sự xem là các cái sinh viên học đại học ở Việt Nam thì có bao nhiêu bạn thực sự cần tiếng Anh và sẽ có số bao nhiêu phần trăm trong số đó khi mà ra đời sẽ thực sự sử dụng tiếng Anh trong công việc và đời sống hàng ngày.